Alo. Rồi, chào mừng các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp của Game TV trận thi đấu đầu tiên trong giải đấu AOE Pro Master Cup. Vâng, đây là màn hình máy của game thủ Nomo 1. Hôm nay thì Nomo 1 sẽ chạm trán với lại đối thủ mang tên Hưng Nông Nghiệp. Và đây là trận thi đấu đầu tiên. Vòng đấu loại trực tiếp, vâng, chọn luôn người vào trong chứ không có vòng đấu bảng. Vâng, ở giải thi đấu lần này thì các game thủ sẽ đánh loại trực tiếp ngay từ đầu mà không có vòng đấu bảng như bình thường. Một hình thức hoàn toàn mới. Và một hình thức nữa là các game thủ sẽ được vâng, 4 clan trong team Tứ Hùng sẽ được đặt cách vào vòng trong. Mỗi clan 2 game thủ, như vậy là 8 game thủ được trực tiếp vào vòng trong. Còn tất cả những các game thủ còn lại đều phải đánh vòng loại trực tiếp. Và vòng loại trực tiếp cũng chỉ là chạm bạ thôi, vì vậy tính chất may rủi là rất cao. Và đây là trận thi đấu đầu tiên, Nomo 1 là người cầm AC. Đối thủ của anh như tôi nói lúc đầu đó chính là Hưng Nông Nghiệp. Ở trong căng tin có đây anh Kỳ Anh. Và chúng ta cùng trở lại với trận thi đấu đầu tiên. Nomo 1 là người cầm AC và bây giờ thăm nay là 17/20. Một chiếc BE và đây là một chiếc BS đầu tiên đến từ thủ Nomo 1. Vãi quả đầu tiên là vãi quả cực kỳ dễ ăn. Và Nomo 1 sóc dần dường như là không lỗi. Thêm một bầy hươu và một con voi nữa. Như vậy là hai bầy hươu, một bầy hươu thì sát tường, còn một bầy hươu thì sát với cánh rừng dừa. Bây giờ để xả thịt bầy hươu và đóng một chiếc BS thứ hai. Tương đối thuận lợi. Thôi, như vậy là vẫn phóng con hươu ở sát với cánh rừng vừa rồi. Như vậy là một đôi voi, tương đối mát. Một chiếc BE được thiết kế sát với con vực và cánh rừng. Ô, như vậy là thêm một voi nữa ngay sát nhà chính. Nếu một ngày hôm nay, vâng, do trận thi đấu đầu tiên là khá nhiều. Những khoảng đen bên cạnh nhà, vâng, những khoảng đen bí ẩn mà thủ Nomo 1 cần phải dò để kiếm thêm những đồ ăn để ép đời sớm thì anh vẫn chưa phát hiện ra nhiều. Vậy việc vâng, ép đời trong trận đấu này là tương đối khó, nhưng rất may là cũng có một bãi quả phụ rất gần với bãi quả chính. Và con voi này đưa về không phải là quá muộn. Vâng, xe dò đã đảo gần trắng góc bản đồ từ 12 giờ xuống tới 6 giờ nhưng vẫn chưa nhìn thấy nhà của đối thủ Hưng Nông Nghiệp đâu. Bây giờ thì quét từ góc 6 giờ xuống góc 3 giờ, vẫn cái góc còn lại thôi. Tất nhiên thì cái phương pháp loại trừ cuối cùng của nó cũng phải ra thôi. 26/28 và bây giờ thì đưa tiếp con voi tiếp theo về với chiếc BS thứ hai. Tương đối dễ bò bế ở bài này thôi. Vâng, rừng dừa siêu mỏng chúng ta đã thấy nhiều rồi, nhưng rừng thông siêu mỏng thì có lẽ là hiếm. Và đây là một ví dụ điển hình, một cánh rừng thông siêu mỏng. Bài 27 nông dân và kích đẩy ở 8:37. Tương đối trâu dần. Điều thủ một có lẽ là người nằm ở trong các 3 giờ rồi. Oklahoma. Yuri. Oklahoma. 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 Oklahoma.
Rồi 27/40. Bài rất nhiều đồ ăn. Và bây giờ thì cánh rừng ở phía dưới cũng sát với mép con vực. Như vậy ăn tranh luôn. Ăn tranh luôn, nhà cho góc 3 giờ và lên góc vâng 10 giờ ăn tranh. Một bài rất thuận lợi dành cho cầu thủ nông một ngay trận thi đấu đầu tiên thôi. Nhà cầu thủ nông nghiệp ở trong góc 3 giờ và lên góc 10 giờ ăn tranh với cầu thủ nông một. Như vậy là đủ biết vâng bây giờ là cán cân nó đã như thế nào rồi. Nông một không phải là một game thủ không thường xuyên lên truyền hình, nếu không muốn nói là nhiều. Còn Hưng nông nghiệp thì dường như là lần đầu tiên. Chúng ta hãy cùng chờ xem vâng đây có phải là một tài năng ở giật hay vâng game thủ nông một sẽ vâng tận dụng được cái lợi thế. Vâng, lợi thế về trình độ, lợi thế về đẳng cấp để vâng giành lấy game đấu đầu tiên, giành chiến thắng ở trong giải AOE Pro Master lần thứ nhất này. Rất cẩn thận, sóc cả T và bây giờ thì đẩy T lên luôn nhà vâng trước BG của game thủ 1. Ruộng cũng vẽ theo hình cánh hoa chứ không phải là một bài vâng ruộng dám vẽ theo kiểu thẳng cánh cỏ bay. Không biết là chặt gỗ đã nâng hay chưa, nhưng dường như có lẽ là đã nâng rồi. Vâng, tôi vừa nghe thấy tiếng công nghệ lên xong, có lẽ là cái chặt gỗ. 28/40 là tham lai hôm nay. Và bây giờ thì vâng toàn bộ game thủ mong muốn đã kéo toàn bộ dân ăn hoang ở chiếc BG kéo về nhà chính rồi, có lẽ là như vậy thôi. Đây là chiếc PA thứ hai, 27 đồng dân. Có lẽ là không có gì quá khó khăn để thủ nông một có thể đánh với một bài 5 PA bài này. Một bài vâng 4 BS. Vâng, vẫn đóng thêm một chiếc ruộng tranh vênh ở phía ngoài. Bài này có lẽ là nông một đang rất chắc bài. Nếu không anh sẽ quay ruộng quanh vòng quay nhà chính, nhìn có vẻ là bắt mắt hơn. Nhưng đây cũng là trận thi đấu đầu tiên và nó một đang đây rồi, con cờ giò của game thủ một đã tới. Đây là cờ giò của game thủ một đã tới và bây giờ thì cũng bắt đầu hoạt động để xin chân vào. Bắn xoắn hết cả người. Bây giờ chuẩn bị có bánh xe. Có lẽ là khi có bánh xe xong thì cũng sẽ ăn bài. Trận thi đấu mà chưa soi tham bài, tôi nghĩ rằng game thủ một đầu bài vâng có ý định ôm bon như thế này có lẽ không phải là bài quen. Đấu đá cùng vâng xem là một sẽ thực sự trí với bài này như thế nào. Bốn PA hơi được quý vị, cơ cấu thực sự chưa phải là quá chuẩn. Vâng, ở trong giải AOE Pro Master lần này thì vâng ngoài nội dung random đầu tiên ra còn nội dung AC và nội dung 22 xem tự do. Vậy đâu một phải cải thiện phong độ qua từng trận đấu một. Nice job. Đã có hai một số là 1-0 dành cho đội tuyển 1 trong trận thi đấu đầu tiên. Xin chúc mừng.